Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và cả nước ngày hôm nay. Tại Ninh Bình, hôm nay ghi nhận 7 ca mắc mới từ cộng đồng, trong đó 4 trường hợp ở phường Nam Sơn thành phố Tam Điệp và 3 trường hợp ở thị trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh. Một ca bệnh tái dương tính là trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly tại huyện Yên Khánh. Có 3 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày. Tại Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 11 đến 16 giờ ngày 15 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.616 ca mắc mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.603 ca ghi nhận trong nước, tăng 440 ca so với ngày trước đó. Tại 57 tỉnh, thành phố, có 3.950 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 1.205 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 99 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 64 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 35 triệu liều.